Bạn đã sẵn sàng đầu tư vào Vinpearl Grand World Condotel, siêu phẩm bom tấn đầu tư 2020. Cam kết lợi nhuận tối thiểu 10% một năm trong 3 năm đầu tiên. Hỗ trợ lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc năm đầu tiên. Hết thời gian hỗ trợ lãi suất, ân hạn nợ gốc tiếp tục trong 3 năm. Tặng thẻ nghỉ dưỡng quyền năng 150 triệu đồng. Tặng 2 đêm nghỉ và 2 vé máy bay khứ hồi một căn. Vậy, vốn tự có để đầu tư là bao nhiêu? Lợi nhuận thu về và tiềm năng đầu tư hấp dẫn như thế nào? Chúng ta hãy thử làm một phép tính. Với một căn Condotel giá bán 2,5 tỷ đã bao gồm thuế VAT 230 triệu. Như vậy, giá bán Condotel trước VAT là 2,3 tỷ. Bạn có thể chọn gói hỗ trợ vay tới 60% giá bán, tương đương 1,5 tỷ. Như vậy, vốn tự có trong năm đầu tiên chỉ cần 40% giá trị tài sản, tương đương 999 triệu đồng. Nhưng bạn có biết, thực tế, nếu tính lộ trình đầu tư trung hạn trong 3 năm, tổng số vốn tự có cho khoản đầu tư một căn Condotel sang trọng sát cạnh casino đầu tiên cho người Việt tại Bãi Dài, top 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh, tận hưởng tất cả các tiện ích của quần thể nghỉ dưỡng giải trí 85 hectare Grand World chỉ cần 550 triệu. Với khoản vay 1,5 tỷ và hỗ trợ lãi suất 0% trong năm đầu tiên, 2 năm sau, mỗi năm bạn sẽ chỉ cần phải trả theo mức lãi suất tiêu chuẩn là 10,5%. Như vậy, tổng số tiền lãi mà bạn phải trả cho năm thứ 2 và năm thứ 3 là 315 triệu. Cộng với 999 triệu vốn tự có, tổng vốn đầu tư trong 3 năm sẽ là 1,3 tỷ đồng. Với cam kết lợi nhuận tối thiểu 10% một năm trong 3 năm, bạn sẽ nhận được số tiền cam kết lên tới 681 triệu đồng, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân sẽ còn 613 triệu đồng. Đặc biệt, ngay khi ký hợp đồng mua bán, bạn sẽ được tặng ngay thẻ nghỉ dưỡng quyền năng trị giá 150 triệu, giúp cho tổng số vốn đầu tư thực tế bạn cần bỏ ra cho một lộ trình đầu tư 3 năm chỉ cần 550 triệu đồng. 550 triệu đồng, 3 năm là khoản đầu tư trong tầm tay và cũng là cơ sở chắc chắn để sở hữu một căn Condotel thời thượng. Nhưng chúng tôi biết, bạn sẽ lo lắng làm sao để lấp đầy lượng khách cho cả một siêu quần thể nghỉ dưỡng Grand World với 12 tòa Condotel. Làm sao để khai thác hiệu quả cho thuê của cả ngàn căn shop và mini hotel và còn cả một quần thể villa khách sạn 5 sao của Vinpearl, VinOasis. Cần bao nhiêu khách để lấp đầy toàn bộ quần thể Grand World Vinpearl? Hãy để chúng tôi chứng minh bằng những con số biết nói. Quần thể Grand World Vinpearl đa dạng loại hình sản phẩm đầu tư bao gồm shop, Condotel, mini hotel, khách sạn và villa. Chúng tôi chưa nói tới bài toán tương lai. Chỉ tính theo đúng số trung bình hiện nay, Phú Quốc đang đón 14.000 lượt khách mỗi ngày. Theo báo cáo thống kê của Tổng cục Du lịch 9 tháng đầu năm 2019, nếu Grand World khai trương vào tháng 10 năm 2020, chắc chắn sẽ thu hút 90% lượt khách này. Con số lên tới 12.600 lượt khách một ngày. Chỉ cần 10.000 lượt khách tới mỗi ngày là các shop của Grand World sẽ dễ dàng đạt được mức doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng. Và chỉ cần 50,7% lượng khách tới Phú Quốc mỗi ngày này lựa chọn lưu trú qua đêm tại Grand World và Vinpearl, tương đương 7.105 khách mỗi ngày, với đơn vị tính trung bình một khách sẽ ở 3 đêm cho mỗi chuyến đi và một phòng bán cho 1,5 khách. Toàn bộ hơn 14.000 phòng của quần thể Grand World và Vinpearl hiện tại sẽ đạt tới công suất cao cực đại 100%. Nhưng đó là công suất 100%. Thực tế, khi vận hành, để một khách sạn đạt được lợi nhuận mong muốn, công suất chỉ cần đạt mức 50-80%. Nếu khai trương quần thể Grand World vào tháng 9 năm 2020, chỉ với 25,4% lượt khách tới Phú Quốc chọn Grand World để lưu trú lại qua đêm, tương đương 3.553 khách một ngày là đã có thể lấp đầy công suất 50%. Nếu nhìn vào bản tính công suất để lấp đầy từ 50% đến công suất lý tưởng 80% cho toàn bộ siêu quần thể nghỉ dưỡng này, chúng ta sẽ dễ dàng thấy chỉ cần 25,4% tới 50,8% lượt khách tới chơi thế giới giải trí mua sắm mở cửa thâu đêm suốt sáng Grand World chọn ở ngay đây để tận hưởng những niềm vui bất tận, không cần di chuyển xa xôi, là những con số hoàn toàn trong tầm tay để đảm bảo cho một khoản đầu tư chắc thắng. Được ví như viên ngọc quý giữa đảo ngọc, Vinpearl Grand World Condotel chính là minh chứng đầy mạnh mẽ cho nội lực, tầm vóc và uy tín của thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng và du lịch Việt Nam. Với hai thương hiệu quản lý Condotel bởi Vinpearl và quản lý vận hành khu shop Vincom Details. Vượt xa những tiện ích nghỉ dưỡng 5 sao thông thường như hồ bơi, gym, spa, nhà hàng,
Vinpearl Rainbow Condotel sở hữu cả một quần thể giải trí và mua sắm quy mô 85 hectare, được ví như thành phố không ngủ, lấp lánh giữa tâm điểm của đảo ngọc Phú Quốc, chắc chắn sẽ là một điểm đến không thể chối từ, không chỉ của du khách tới Phú Quốc mà còn hấp dẫn mọi nhà đầu tư tầm vóc khi mà giá trị của tài sản gia tăng phi mã, chắc chắn chỉ trong 3 năm. Thực tế cũng đã chứng minh tất cả các tài sản đầu tư trong những thành phố du lịch sở hữu nền kinh tế đêm với khả năng sản sinh lợi nhuận từng giây, từng phút, 24/7 luôn có giá trị cao gấp nhiều lần so với tài sản thông thường, đặc biệt khi mà nằm sát cạnh casino quốc tế như Las Vegas, Macau. Bởi vậy, con số cam kết lợi nhuận 10% một năm chỉ là con số cơ bản tất yếu. Rainworld Phú Quốc sẽ cho chúng ta thấy những điều kỳ diệu của kinh tế đêm nổi tiếng thế giới như New York, London, Paris, Tokyo, Hồng Kông sẽ thắp sáng bầu trời đêm Phú Quốc cũng như chắp cánh cho du lịch Việt Nam khởi sắc. Bạn đã từng tới Phú Quốc chưa? Một hòn đảo ngọc đẹp diệu kỳ làm say lòng bao du khách, nhưng cứ tới 7 giờ tối là chẳng biết đi đâu về đâu. Với Rainworld Phú Quốc, thành phố đêm không ngủ, nơi mà dù bạn có đi du ngoạn ở đâu ban ngày, chắc chắn đều sẽ phải ghé chân tất cả các buổi tối để thưởng thức những bữa tiệc âm thanh ánh sáng sắc màu, những ly bia mát lạnh bên bờ biển, lắc lư theo điệu nhạc samba rộn rã và thấy mình như được hồi sinh tuổi trẻ. Vậy, bạn sẽ chọn đi 30 phút để tới với trái tim sôi động này hay chọn sống và đầu tư ngay giữa tâm điểm của cả thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam? Trong tổng số 14.000 lượt khách một ngày đến với Phú Quốc, 90% lượng khách nghỉ dưỡng từ trung đến cao cấp hiện đang lựa chọn chủ yếu khách sạn 2 đến 4 sao. Chỉ có 10% là nghỉ dưỡng siêu sang. Với sự hấp dẫn không thể cưỡng lại của thế giới giải trí khổng lồ Rainbow cùng loại hình sản phẩm vô cùng đa dạng, linh hoạt, giá bán phòng phù hợp với mọi nhu cầu của 90% du khách tới đây. Vì thế, con số công suất mà chúng tôi tự tin đưa ra là hoàn toàn khả thi. Chưa kể giá trị gia tăng của Vinpearl Rainbow Condotel còn được bảo chứng nhờ đòn bẩy hạ tầng giao thông tương lai hoàn hảo cùng giải pháp kết nối chủ động thuộc hệ sinh thái Vingroup. Mở rộng con đường huyết mạch chủ đạo Gành Dầu, Cửa Cạn, Dương Đông từ 2 làng lên 4 làng, rút ngắn thời gian từ Bắc Đảo đến trung tâm Phú Quốc 40 phút xuống còn 20 phút. Khai trương hãng hàng không Vinpearl Air, chủ động khai thác các chuyến bay tới hệ thống nghỉ dưỡng của Vinpearl. Vinbus với 100 xe buýt kết nối miễn phí hàng giờ mọi điểm trên đảo Ngọc đến với thiên đường giải trí mua sắm Rainbow. Điều mà nhà đầu tư cần nhất ở một dự án bất động sản nghỉ dưỡng hiện nay là gì? Đó không còn là những con số cam kết lợi nhuận hấp dẫn, bài toán một vốn 10 lời. Đã đến lúc mà uy tín và nội lực của những thương hiệu chủ đầu tư hàng đầu tỏa sáng là điểm tựa niềm tin vững chắc và những con số cam kết thực, lợi nhuận thực. Vinpearl Rainbow Condotel, siêu phẩm bom tấn đầu tư 2020.